Thưa quý vị, sáng nay theo giờ địa phương, trong chuyến thăm chính thức Hungary, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc gặp với Thủ tướng Hungary Viktor Orbán. Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã cùng nhau điểm lại những dấu mốc quan trọng trong quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước và trao đổi đề xuất những biện pháp nhằm củng cố và làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam với Hungary nói chung và quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước nói riêng. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Hungary bày tỏ vinh dự được đón Chủ tịch Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao thăm Hungary, cho biết cá nhân ông rất mong đợi gặp Chủ tịch Vương Đình Huệ và nhiều bộ trưởng trong chính phủ Hungary cũng rất mong muốn tham dự cuộc gặp này, cho đây là cơ hội lớn để tăng cường quan hệ với Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến thăm đất nước Hungary tươi đẹp, hiếu khách, thăm những người bạn của Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo chia sẻ chuyến thăm lần này của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là cơ hội nhằm thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước nói chung và quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước nói riêng, mở ra những triển vọng mới trong quan hệ song phương, cũng như hợp tác chặt chẽ trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, trong bối cảnh thế giới nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán xúc động ôn lại chuyến thăm Việt Nam năm 2017 với những ấn tượng tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam, và tình cảm chân tình mà lãnh đạo Việt Nam đã dành cho cá nhân ông. Trân trọng đề nghị Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chuyển lời cảm ơn và thăm hỏi đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng. Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng hai nước có tình bạn gắn bó thủy chung, luôn giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau, cùng chia sẻ những giá trị chung và đây là tài sản chung quý giá, không phải quốc gia nào cũng có. Các thế hệ lãnh đạo nhân dân hai nước phải quyết tâm gìn giữ phát huy. Trong đó có những người đã được đào tạo học tập tại Hungary, chính là những cầu nối quan trọng cho trái tim của tình hữu nghị đó. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn và đề nghị chính phủ và nhân dân Hungary tiếp tục tạo điều kiện cho cộng đồng Việt Nam sinh sống làm ăn ổn định, góp phần xây dựng đất nước Hungary và hướng về xây dựng quê hương Việt Nam. Hai bên cũng dành nhiều thời gian trao đổi về các biện pháp cụ thể thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện, trong đó chú trọng hợp tác toàn diện qua kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ và giao lưu nhân dân. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội chuyển lời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mời Thủ tướng Hungary sớm thăm Việt Nam và Thủ tướng Hungary đã vui vẻ nhận lời. Về kinh tế thương mại, hai bên quyết tâm nâng kim ngạch thương mại theo hướng cân bằng, lành mạnh, bền vững với tinh thần lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm, tạo điều kiện hàng hóa tiếp cận thị trường của nhau, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế xanh, sạch, bao trùm, nông nghiệp chất lượng cao và an ninh lương thực, dược phẩm mà Hungary có thế mạnh, Việt Nam có nhu cầu.